Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm món cánh gà chiên bơ tỏi các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình đấy. Sau đây thì mình xin trình bày cách làm. Các cái nguyên liệu và gia vị các bạn cần phải chuẩn bị ở đây đó là cánh gà. Ở đây thì mình sử dụng 700 g cánh gà, tức là 4 chiếc cánh gà và một gói bột chiên giòn các bạn ạ. Và gia vị chấm đó là sốt mazole và tương ớt, các bạn có thể sử dụng thêm sốt cà chua nhé. Và ở đây mình sử dụng bơ tường an, tức là bơ thực vật đấy ạ. Và tiếp đến đó là tỏi đấy, mình không sử dụng bột tỏi ở đây, là mình sử dụng nhiều tỏi lên. Và tiếp đến đó là hạt tiêu, bột canh và một chút mì chính, các bạn có thể ướp bằng hạt nêm cũng được nhé. Trước hết thì cánh gà ở đây thì nếu các bạn cẩn thận và thích thơm và ngon hơn thì các bạn có thể ngâm một chút sữa tươi trong vòng 10 đến 15 phút. Nhưng ở đây thì mình cũng không cần thiết bởi vì là mình ướp cái bột chiên giòn và mình chiên rất là ngon rồi. Thì trước hết thì mình sẽ đi chuẩn bị một ít tỏi đập dập và băm thật nhỏ ra. Tức là các bạn có thể thay thế bằng cái bột tỏi thì bằng cái tỏi băm này này. Thì các bạn có thể thay thế bằng bột tỏi cũng được. Tức là nhà bạn mà có bột tỏi ấy, thì các bạn ướp vào cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì thực ra là cái bột tỏi thì khi mà các bạn chiên còn không hay bị cháy ấy, đúng không ạ? Còn đâu thì các bạn ấy sử dụng là cái tỏi này các bạn đập dập và băm nhỏ ra nhá. Thì các bạn biết là khi mình ướp những cái đồ gì đấy mà các bạn thấy có tỏi ấy, thì khi mình làm lên thì món ăn rất là thơm đúng không ạ? Kể các bạn làm cái món nộm thế thôi, có một chút tỏi vào rất là thơm ngon và hấp dẫn. Thì ở đây thì mình đã đập dập băm nhỏ rồi, bắt đầu mình trộn vào cánh gà. Và ở đây thì cái cánh gà này các bạn biết là mình đã bóp muối và rửa rất là sạch rồi. Và bây giờ mình đi ướp cánh gà đấy ạ. Đấy, hạt tiêu thì các bạn sử dụng có thể 1 phần 2 hoặc là một thìa sữa chua, đấy là tùy các bạn. Đấy, và một thìa bột canh. Tức là nếu mà nói thìa sữa chua thôi ạ. Một chút, 1/2 thìa mì chính. Thì các bạn có thể là thay thế bột canh bằng bột nêm thì các bạn không cần phải cho thêm mì chính nữa. Đấy thì ở đây thì các bạn biết là mình sẽ dùng cái găng tay và mình sẽ bóp đều như thế này. Thì để mình ướp cho cái gia vị và hạt tiêu nó ngấm vào chiếc cánh gà. Thì khi mình ăn lên rất là thơm ngon và hấp dẫn đấy. Thì các bạn biết là cánh gà này thì có rất nhiều những kiểu để mình có thể chế biến. Các bạn có thể là lắc với cả bột Aziquick cũng rất là ngon. Và các bạn có thể là chiên nước mắm rất là tuyệt. Thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cách làm chiên bơ nữa. Thì để các bạn trong gia đình nhà mình thì ăn món gì thì các bạn có thể thực hiện làm nhé. Trong thời gian chờ đợi ướp cái cánh gà đó thì mình sẽ đi đập tỏi ra để tí nữa mình chiên bơ đấy. Cái các bạn cũng đập dập băm nhỏ ra một chút xíu nhé. Thế sau khi mà mình đã làm xong cái tỏi này rồi đấy, thì các bạn là cho vào một cái đĩa để tí nữa mình chiên cánh gà xong thì để mình cho vào bơ để mình chiên bơ đấy. Thì các bạn biết là gà mà chiên thì rất như là các bạn nhỏ nhà mình thì quả là chắc là bạn nào cũng thích đúng không ạ? Đấy, mình đã đập dập và băm xong rồi. Thì bây giờ mình quay ra mình chờ cánh gà này cũng đã được rồi đây. Đấy. Cánh gà cũng đã được rồi thì bây giờ các bạn có thể là cái bột chiên giòn ấy các bạn ạ, nó cũng đã rất là vừa rồi. Thì khi mà các bạn làm thì các bạn cũng cho một cái lượng gia vị cũng vừa phải rồi các bạn nhé. Để cho nó đậm thôi. Và sau đó là mình tẩm cái bột đó bên ngoài. Thì ở đây thì cái bột thì các bạn có thể là sử dụng đủ cái lượng mà khi cánh gà nó ngấm vào cái bột đấy. Thì ở đây thì mình sử dụng bột khô thôi các bạn nhé. Đấy thì mình vì cánh gà nó ướt rồi mà, thì các bạn chỉ cần sử dụng khô thôi là nó sẽ ngấm vào cái chiếc cánh gà rất là nhiều. Và các bạn hãy sử dụng tay và các bạn trộn đều như thế này này. Các bạn bóp cho cái bột nó ngấm nhiều vào cái cánh ấy. Thì với 4 chiếc cánh gà này thì các bạn chỉ sử dụng khoảng từ 2 đến 3 thìa bột thôi. Tất nhiên là thìa này là thìa thìa to, thìa ăn phở đấy ạ. 2 thìa, 3 thìa vơi vơi. Một chút là cũng đã đủ rồi các bạn ạ. Thế sau khi mà mình đã bóp và trộn thế nó ngấm đều như thế này rồi,
Thì bây giờ mình tiến hành là mang đi chiên thôi các bạn, không cần phải để thêm thời gian nữa, bởi vì là thời gian mình ướp đã là đủ rồi. Và bây giờ mình đi chiên các bạn nhé. Thì chiên thì các bạn nên cho vào một cái nồi, một cái xoong nhỏ thì nó sẽ đỡ tốn dầu hơn và nó sẽ được ngập dầu. Và các bạn kiểm tra bằng cách dầu nóng các bạn đặt chiếc đũa vào thì nó sẽ có những cái lăn tăn bọt ở xung quanh những cái chiếc đũa đấy, thì đấy chứng tỏ là dầu đã nóng rồi đó. Và bây giờ mình hãy cho từng chiếc cánh gà vào để mình chiên lên. Thì ví dụ như các bạn làm những cái nồi to thì các bạn có thể là cho được 4 cái một lúc, nhưng ở đây thì mình cho vào cái nồi nó cũng không to lắm, cho nên là mình sẽ dán trên từ 2 đến 3 chiếc một lần thôi ạ. Nếu mà các bạn cho được thì các bạn cho 3. Ở đây mình bắt đầu kem cho được 3 cái. Thì đương nhiên là khi mà các bạn chiên thì các bạn cho lượng lửa vừa phải nhé. Bởi vì là khi cánh gà đây của mình chưa hề hấp hoặc cũng chưa hề luộc sơ, cho nên là cũng hay bị là nếu mà cái thịt nó dày ấy, thì nó sẽ nâu chín. Cho nên là các bạn lúc ban đầu là các bạn cho lửa vừa phải thôi ạ, để cho nó ngấm dầu và chín ở bên trong ra đấy ạ. Và các bạn cứ để như vậy đến khi vàng thì các bạn mới chờ nhé. Các bạn cứ để một mặt, bởi vì thực ra là cái dầu nó ngấm nóng vào ấy thì nó cũng nhanh chín thôi. Thế nhưng dù sao mình cũng phải có thời gian đúng không ạ. Đấy thì các bạn cứ chở khéo vào là chỗ này của mình được 3 miếng. Và các bạn đấy thấy mình để ra vàng như thế này rồi, sau đó mình mới lật thì nó sẽ khô và giòn miếng gà đấy các bạn, không bị lát đâu ạ, không bị mềm ấy. Đấy thì các bạn cứ để vậy và các bạn chiên. Thì đến khi mà các bạn có thể biết được là cái cánh gà nó vàng rồi thì các bạn có thể là cho to lửa lên một chút thì để cho nó vàng nhanh nhé. Còn tất nhiên là ban đầu là các bạn chỉ để lửa vừa phải ở mức độ trung bình thôi nhé, không to mà cũng không quá to, để cho nó ngấm sâu vào bên trong và nó chín từ bên trong chín ra, không đến lúc lại cháy ở bên ngoài, bên trong cũng còn chưa chín á. Thế thì các bạn cứ chiên theo kiểu của mình, thì tí nữa mình sẽ bóc ra xem các bạn xem là cánh gà của mình có chín ở bên trong không nhé. Đấy thì các bạn thấy nó vàng như thế này rồi là các bạn có thể là cho ra rồi đúng không ạ, rất thơm và ngon. Thì với cái về kinh tế thì các bạn chỉ mua 4, như mình đây là mình mua 4 chiếc cánh gà này là 50.000, thế là mình về mình mua một gói bột 5.000, gói bột này của mình mua 7.000 hay 10.000 đấy mình không nhớ. Thế và các bạn hãy ướp thêm một chút tỏi và một chút ấy nữa là các bạn có thể chiên được món cánh gà rất là thơm ngon. Thế sau khi mình chiên cánh gà xong rồi thì bây giờ mình để vào đâu đó là mình lấy một cái chảo như thế này để mình chiên bơ đấy các bạn. Thì tiêu đề của mình là cánh gà chiên bơ mà, thì ban đầu bao giờ cũng chiên bằng mỡ hoặc dầu cho nó vàng lên đã. Thế và các bạn cho bơ vào chảo, sau đó các bạn để cho cái chảo nóng này, bơ nó chảy ra này, và các bạn cho tỏi vào đảo cùng luôn nhé. Bởi vì sao, bơ thì nếu mà những người ăn chay thì các bạn người ta có thể dùng bơ này thay dầu ăn cũng được, bởi vì nó là bơ thực vật thì nó ăn nó có vị mặn đấy. Đấy thì ở đây mình cho bơ vào này, sau đó mình đảo đều lên này cho nó chảy cái bơ ra và cái tỏi nó hơi vàng thơm đi. Thì bắt đầu mình cho cánh gà và mình chiên qua một lượt. Đây thì các bạn cho cái tỏi nó vàng lên một chút để thơm nhé. Đấy và mình cho cánh gà và mình chiên. Đấy các bạn thấy rất là ngon, thơm cực luôn ấy. Và khi chiên bơ này thì các bạn chỉ cần cho nhỏ lửa thôi nhé, để mình lăn qua bơ ấy. Và các bạn có nhu cầu thích ăn bơ thì các bạn cho thêm một chút xíu nữa vào, vừa tạo cái độ vàng và vừa tạo cái độ giòn thơm cho cánh gà đấy. Nếu mà các bạn ăn cái món này thì đương nhiên là sẽ rất là thơm ngon và hấp dẫn, thì cũng không kém cái ngoài hàng đâu các bạn ạ. Các bạn hãy chế biến ở nhà cho các bạn nhỏ và các thành viên trong gia đình nhà mình thưởng thức món cánh gà này nhé. Đấy. Thì các bạn chỉ cần cho nhỏ lửa và các bạn lăn qua một lượt bơ thôi thì cái món cánh gà của mình đến đây đã xong rồi. Và lúc này các bạn có thể tắt bếp và các bạn cho ra đĩa được rồi đấy, rất thơm ngon và hấp dẫn đây các bạn ơi. Đấy, mình đã cho ra đĩa và hoàn thành một đĩa cánh gà rất tuyệt vời. Các bạn có thể ăn kèm với những lát cà chua tươi rất ngon. Đấy, thế là video của mình đến đây đã kết thúc nhá. Thì sau đây thì mình hãy
bóc cho các bạn, tách ra cho các bạn xem là mình sẽ ăn thử luôn ấy, thì xem là cánh gà của mình có chín từ bên trong ra bên ngoài không các bạn nhé. Các bạn hãy làm theo những cái mức lửa như mình nói ban đầu, thì các bạn chỉ cần cho nhỏ lửa thôi. Đấy, rất thơm ngon và chín đều rồi các bạn. Thì mời các bạn hãy thưởng thức của mình nhé. Đấy, không hề đỏ một chút nào, lươn và thơm ngon cực kỳ luôn nhé. Thế là video cánh gà chiên bơ tỏi của mình đến đây đã xong rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn theo dõi video của mình mà thích thì đăng ký và chia sẻ với bạn bè giúp.